Có một khán giả tên Thúy Ngọc qua Facebook hỏi là bác sĩ ơi, dương tính 8 ngày thì vậy là mình có qua được cái giai đoạn nguy hiểm hay chưa ạ? Cảm ơn bác sĩ. Cái nỗi lo này của cái người mà F0 là hay hay đếm ngày lắm, nhưng mà đếm ngày nó cũng vui, nhưng mà đừng đếm năm năm 8 ngày đầu, đừng có đếm chi, tại vì đúng là cái câu là nó đúng á. Thường thường cái ngày thứ năm ngày thứ 8 á đó là mình khó chịu nhất á, nó vật mình á. Qua ngày thứ 8 rồi qua ngày thứ 14 là bắt đầu nó ổn, đã 8 ngày là tương đối ổn á. Nhưng mà cũng đừng có lơ là, cũng phải biết tẩm bổ, cũng phải biết nghỉ ngơi, cũng phải uống đủ nước, ăn đủ chất, tinh thần mới thoải mái thì nó mới mau hết được chứ. Ngày 8 mình quậy tiếp rồi sao được ha. Thành ra hết sức bình tĩnh mà cứ làm như vậy rồi mọi việc nó sẽ qua thôi. Khán giả Lệ Như Cẩm qua Facebook có hỏi là bác sĩ ơi, tôi bị F0 mà không có triệu chứng thì có cần phải uống thuốc gì hay không ạ? Uống gì cho nó tốn tiền, đã ép không không chứng nó không làm gì hết à, để dành tiền đó mình liên quan chứ mình có thể uống thêm thuốc bổ cũng được à. Chỉ còn đã không triệu chứng không cần uống thuốc. Tại rất là nhiều người á, người ta bệnh hồi nào ta cũng không biết luôn á, ta không biết thì ta đâu có uống thuốc đâu, sao tự nhiên mình cũng coi như là mình không biết đi, mình uống thuốc làm gì à. Có uống thử thuốc bổ mà nếu mình ăn được sạch cái mồm uống gì? Khỏi cần uống, càng khỏe càng đỡ tốn tiền. Khán giả có tên Trung Phong qua Facebook hỏi là F0 sau khi hết bệnh mà nó gặp biến thể khác lúc bệnh trước đó thì có khả năng bị nhiễm lại hay không ạ? Nhiễm gì được đâu, không nhiễm được đâu, tại cái người mạnh nhất trong vòng 6 tháng đầu là cái người mới mới mắc bệnh xong, thì kháng thể người ta nhiều lắm. Rồi cái người chích ngừa 2 mũi mà bị thêm một phát nữa, mấy người đó không giữ nữa. Cái thứ hai là các bạn đừng có lo cái gì đó, tại vì theo tôi là cái biến thể Delta này nó tận cùng bằng số của cái sự lây lan rồi nha. Có khả năng mình mấy bữa trước mình nghe đồn 53 lambda vậy đó, bây giờ thấy có đồn đâu, làm sao mà lấy lại Delta được, nó vô địch, theo tôi nó là vô địch. Thành ra mình đừng có suy nghĩ, bây giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh đúng không, Thành phố Hồ Chí Minh này là Việt Nam là toàn là Delta không à, còn cái con khỉ nào ở đây nữa. Còn Delta mà thì bây giờ mình suy nghĩ chi nữa, Delta tận cùng bằng số rồi à, suy nghĩ chi à, bệnh là nó hết bệnh thì thôi nghĩ chi. Khán giả Nguyễn Khánh qua YouTube có hỏi là bác sĩ ơi cho con hỏi F1 đo thân nhiệt 38,8 độ, tối thì ho khặc khặc, con cần uống thuốc gì và làm gì ạ? Mong bác sĩ tư vấn giúp con. Khi mình xác định mình là F1 á, mình có triệu chứng sốt như vậy mình nên xét nghiệm, tại vì có khả năng mình đã chuyển thành F0 rồi. Tại sao người ta nói F1 phải làm bằng cách nào đó phải biết mình là F0 hay không, là tại vì mình chuyển thành F0 mình sẽ lây cho người khác nữa à, chứ còn nó không quan trọng là nặng nhẹ, mà mình chuyển F0 phải lây người khác nữa thì mình phải biết là bây giờ mình bị chưa à. Còn nếu mình thử ra âm tính thì hồi nào giờ mình làm sao giờ mình làm vậy à, ví dụ sốt thì uống thuốc sốt, ho uống thuốc ho, thế thôi, uống nhiều nước nghỉ ngơi thôi. Khán giả có tên là Thanh Nga qua Facebook có nói xin chào bác sĩ và biên tập viên, em muốn hỏi là em bị viêm xoang mới chích ngừa vaccine, ít ngày sau thì xoang nó hành nhức mũi, cho em hỏi là giờ mình uống thuốc xoang thì có được hay không ạ? À? Cái điều chớ trêu là của cái con Covid này nó làm người ta suy nghĩ quá mức phức tạp. Đang bệnh thì là không dám uống thuốc bệnh, đang cao huyết áp thì là không dám uống cao huyết áp, đang tiểu đường mắc bệnh là không uống tiểu đường, đã chích ngừa vô thì là không dám uống thuốc gì hết. Cho nên nếu mình đã từng viêm xoang, mình có chích hay không chích, hồi xưa giờ mình làm sao thì mình làm y vậy. Về nguyên tắc của vaccine là không có thuốc nào mà làm gì được nó đó. Tại nó có phải là cái con vi khuẩn đâu mà kháng sinh làm cái gì nó được, đúng không? Nó cũng đâu có là cái gì đâu, nó cũng là một cái chất mà để tạo ra kháng thể thôi. Thì việc gì phải suy nghĩ là bây giờ uống kháng sinh này vô có sao không, uống thuốc sốt này vô có sao không, uống thuốc ho này vô có sao không, uống thuốc bổ này vô có sao không, ăn cái này vô có sao không, đừng suy nghĩ vậy, cứ làm như bình thường. Thành ra viêm xoang uống thuốc viêm xoang bình thường thôi. Khán giả có tên Quyên Vũ Hằng qua Facebook có hỏi là bác sĩ ơi cho em hỏi khi bị nhiễm thì có bị ngứa cổ xuống khoảng 20 cm và húng hắng hoi không ạ? À?
sao mình đo được, sao mình nghiên cứu sao mình đo được 20 cm, cũng hay. Tôi cũng chưa nghiên cứu là lúc mang đo gan tay sao à, thì rõ ràng khi mình mắc ho đó, thì mắc ho là cái cơ chế là gì nè, khi tất cả một cái gì đó không phải là virus nha, mà những cái chất lạ đó thì nó xâm nhập vô đường hô hấp của mình đó. Thì nếu mà nó ít đó, thì cái tế bào lông chuyển của mình nè nó sẽ đẩy từ dưới phổi lên rồi mình khạc ra, con nít thì nó nuốt xuống, người lớn thì khạc ra đó, đẩy lên hết. Thì tùy cái tế bào lông chuyển của mình á, nó mạnh hay nó nhẹ đó, thì nó đẩy lên nhanh hay là lên chậm. Thứ hai là khi nó không được á, là nó huy động toàn bộ cái lực hô hấp để nó ho, nó tống ra. Nên tại sao mình ho, ho là tại vì trong cơ thể mình nó có một cái gì đó mà mình không muốn nó tồn tại trong đó, đẩy nó ra đó. Cho nên cái sức của cái người á, người người nhẹ người yếu người ta đâu có ho nhiều, còn người càng mạnh thì càng ho, hít vô ho. Thì tùy theo cái lực của mình á thì nó sẽ kéo xuống, mình cảm nhận được nó ho từ ở đâu nó tống ra thôi nha. Chứ mình đừng có suy nghĩ là nó xuống dưới 20 cm đó, là nhiều hơn xuống 10 cm à, đừng suy nghĩ vậy, nó rất là bình thường, nó do cơ thể của mình thôi nha. Thì thành ra mình ho thì ho mà nó không khó chịu thì mình không cần uống thuốc, còn ho tới mức mình không ngủ được đó, thì phải uống thuốc đó, thì vậy thôi. Chứ mình đừng có tưởng tượng là nó xuống bao nhiêu cm, nó không quan trọng đâu, tùy cái cơ địa của mình. Dạ. Một khán giả có tên là Gánh Channel thì qua YouTube có hỏi là cho em hỏi xét nghiệm real time PCR mà CT là 36.66 nhân viên y tế xã nhận định nồng độ CT bằng với những trường hợp sau khi điều trị cách ly và cho về nhà từ cách ly thì có đúng hay không ạ? Đúng rồi. Cái người 36 thì 66 là kiếm khó lắm á. Khó kiếm lắm. Người đó là cực kỳ khó kiếm. Trên 36 là khó kiếm lắm. Mà 40 là coi như là nó chạy có 40 vòng thôi. Bình thường nó chạy có 40 vòng mà nó mới tìm được con virus. Mà cái mình chạy tới 36 vòng máy nó mới thấy được con virus thì nó hiếm chạy lắm. Thường thường người ta là dưới 30 là nó không có khả năng lây, nó thấp lắm. Và trên 33 là gần như nó không lây. Thế giới ta nghiên cứu đó. Trên 33 là cái đó nó thuộc thuộc vào cái nồng độ mà mình phết ra mình thấy, thì cái nồng độ trong cái họng mình nó thấp như vậy thì nó bay được, nó được trai, thành ra cho về là đúng rồi. Ở trong đó chỉ cho nó cực. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.